Xin chào cả nhà nhé. Hôm nay mình chia sẻ cho cả nhà cái mô hình nuôi chim cu gáy sinh sản của mình nha. Mình nuôi ở trong này nè. Cái này mình nuôi cũng lâu rồi, do là mình không có quay lại nha, cho nên là cái khu trong này á, là mình để chim tơ với chim con với mấy cái cặp mà mới ghép. Do là ở chỗ mình cũng chật nha, cho nên là mình không có chỗ nuôi nhiều, cho nên là mình nuôi cái chuồng rất là chật luôn nha. Cái chuồng này thì hiện tại là mình nuôi chuồng 50 vuông, cái chuồng 1 mét, nhưng mà chia làm hai thành một bên 50. Cái này là cái dòng Malaysia nè, còn với Thái màu mình có đeo khoen làm dấu nè. Cặp này cũng là chim con lên thôi, chim con lên. Trong này là toàn là chim tơ với chim con nha cả nhà. Cái này là cu Pháp nè, dòng Pháp bông, Pháp bông sinh sản. Cái này cũng là cu Pháp nè, dòng Pháp bông sinh sản nha. Cái này là chim con nè cả nhà. Chim con mình còn đút nha, nó chưa biết ăn cứng. Còn cái này là cu Pháp con. Bên đây cũng là cu con nè. Còn này là cu tơ nè cả nhà. Cu tơ này khoảng 1 năm tuổi. Còn này là chim sinh sản nè cả nhà. Dân hoa đỏ tim trắng sinh sản. Cái con đứng ở trên cái ổ đó, là con trống đó. Con đang nằm ấp lần mái đó. Chim cu gáy nha cả nhà. Còn mấy con này cũng là chim con lên nè. Chim con lên khoảng hơn 5 tuổi. Con này cũng chim con lên nè, cu cườm Việt mình nè. Chim con lên cho nên rất là dạng luôn. Do là cái trại của mình đó, mình để cái miếng tôn mà kiểu mà tôn trắng á, mình cho nó vô nắng đó. Nhưng mà nó hơi nóng quá rồi mình che thêm một miếng lưới nè. Miếng lưới xanh cho nên là nó mát thiệt. Nhưng mà cái màu ở trong này đó, nó hơi xanh xanh chút xíu nha, bởi vì nhìn nó không có rõ cái màu. Còn mấy cái cặp này nè, là mấy cái cặp mà chim tơ hơn 1 năm tuổi. Con mái rớt trứng nè, với con trống này kia. Mình đang kè, đang mình ghép nha. Còn cặp này là cái dòng dân hoa đen, chim con lên. Cặp này mới có khoảng chừng chưa tới 5 tháng nha, chim con lên. Còn đây là mấy con khách của mình nè. Do là cái camera mình quay mình để gần nó hơi lạ cho nên là nó hơi sợ chút xíu nha. Còn mấy cặp này là mấy cặp đẻ nha cả nhà. Mấy cặp thái đẻ đang sinh sản. Còn này là cu ngói sinh sản nè cả nhà. Cặp cu ngói sinh sản. Cu ngói sinh sản. Còn này là cu cườm Việt. Cu cườm Việt sinh sản. Nó đang nằm trong gỗ đó. Do là cái camera mình quay cho nên nó hơi sợ chút xíu nha cả nhà. Cái trại mình do là nó hơi chật đó, cho nên là không có chỗ nuôi nhiều, cho nên là mình chỉ
nuôi được khoảng bao nhiêu đây thôi. Ở đây là chim tơ nha, còn ở trong kia kìa, trong kia là chim đang sinh sản. Ở đây là chim tơ với chim mới vừa ghép sinh sản. Mình nuôi á, mình che lại cái này nè cả nhà, do là mấy cặp đang sinh sản đó nó hơi sợ, thành ra là mình phải che lại chút đỉnh vậy nè, để cho nó hơi tối chút xíu đó, nó gặp mình nó đừng có sợ này kia, thành ra là nó dễ đẻ hơn nha. Tại cái dòng cu nhiều khi nó, tại cái dòng chim cu gáy đó, nếu mà mình làm quá nhiều khi nó đẻ mà nó không ấp. Còn cái cặp này là cặp cu đất, chim con mình nuôi lên nè. Trong này cũng là cu thái nè cả nhà, đang nằm ấp đó ha. Còn mấy cái này là Malaysia, chim sinh sản nha. Bên đây cũng là Malaysia luôn. Cặp này cũng là Malaysia sinh sản luôn, nó đang nằm ấp sắp nở rồi. Do là mình để cái điện thoại kế bên, do là mình để cái camera kế bên cho nên nó hơi sợ nha, cho nên mình không dám. Còn ở trong này á, là mấy cặp Pháp, mấy cặp Pháp, Pháp bông nè. Mấy cặp này là tới tuổi sinh sản nha, cho nên là mình thả chung nè, để cho nó đẻ nè. Rớt trứng hết rồi, nhưng mà đang chờ coi nó nuôi con nó ấp như thế nào thôi. Ồ, nở luôn cả nhà ơi, nuôi luôn nè. Nở luôn nè cả nhà. Này là cái lứa đầu tiên của nó luôn á, do là mình mới vừa thả chung nó nha, tại nó lớn rồi, nó tới tuổi rồi. Cái này cũng là Pháp bông nè. Còn ở trong này là chim con biết ăn cứng, mình thả chung chung vậy đó, tại không có chỗ để nha. Bên này cũng là Pháp luôn, Pháp lớn. Hàng này là hàng gần sinh sản à. Còn cái ở trong này là chim con còn nhỏ, vừa đút luôn. Mình bắt ra mình đút hàng ngày nè. Tại vì do là nó chật á, cho nên là mình cỡ này nè, cỡ chừng 10 ngày tuổi là mình lấy ra mình đút nha. 10 ngày tuổi. Cái này là cu cườm Việt mình nè, cu con nè. Còn này là cu Thái, cu Pháp thì đủ thứ hết. Nói chung là chim con khoảng chừng 10 ngày tuổi là mình lấy ra mình đút nha cả nhà. Như để mình chia sẻ lại cho cả nhà xem nha. Cái khi mà mình nuôi chim con á, thì mình lấy thức ăn gà con á, mình một lần mình pha là vừa đủ đút cái nhu cầu của mình á. Nhu cầu thí dụ cái nhu cầu 10 cặp hoặc là 5 cặp gì đó, thì mình lấy ra mình quậy cho đúng cái nhu cầu đó thôi nha. Để dư, nhiều khi dư là bỏ liền nha, không có để lâu quá được, để lâu quá nó bị hư, đút nó bệnh. Thức ăn gà con mình pha với nước cho nó hơi sệt sệt vậy nè cả nhà. Rồi mình lấy cái ống kim tiêm mà loại lớn nè, mình đút. Mình pha thêm một miếng kêu bằng cái men tiêu hóa đó, để cho nó, thứ nhất là nó bổ sung chất đề kháng, với nó mau tiêu, với nó không có bệnh này kia. Một lần mình pha thêm một chút xíu à. Tại vì ở trong cái bịch đó, nó có ghi sẵn là pha bao nhiêu cái tỷ lệ á, là mình pha đúng vậy là ok nha. Mình đút cái này thì một con vậy nè cả nhà, mình bơm lên chỉ cần rờ cái bầu nó đó, cái bầu này nè, cho nó hơi căng căng lên chút xíu là được rồi.
Rồi để mình vô chổng mình quay cho cả nhà xem cái chỗ mà mình nuôi chim sinh sản nha cả nhà. Ở trong này là cái chỗ mà mình nuôi chim sinh sản cả nhà. Cái chỗ này thì mình nuôi lâu lắm rồi. Còn ngoài kia là con của mấy con này nha cả nhà. Con với chim con, chim tơ mình mới vừa nhập về. Tại vì mình nhập về là mình làm giống đó. Tại trong này chật quá, hết chỗ để rồi, cho nên là mình để ngoài kia nha. Cặp này là cặp cua cườm Việt sinh sản nè. Bên đây cũng là cua cườm Việt sinh sản luôn, nó đang ấp đó cả nhà. Ồ, nó nở rồi nè cả nhà. Này nó nở rồi nè. Nó đang nuôi con nó kìa. Còn cái này là cua Thái, Thái dân hoa đen. Còn bên đây là dòng Malaysia. Mấy cặp này là hàng nhập nha cả nhà. Malaysia. Còn dưới này là cua Pháp, Pháp bông. Còn mấy cái chỗ này là mình kè mấy cặp tơ đó để cho nó quen với nhau á. Do là nó hơi chật cho nên là mình che lại, mình đi gần quá sợ nó tung những kia đó. Còn này là cái dòng Thái bông dân hoa đỏ sinh sản, nó đang nằm trong ổ đó cả nhà. Dân hoa đen sinh sản, Malaysia sinh sản. Cho là để cái camera kế bên nó đó cho nên nó hơi sợ nha cả nhà. Còn trong này là cua Pháp nha cả nhà. Cua Pháp sinh sản. Mình nuôi mấy cái tuổi này nè cả nhà, cua Pháp nè. Là để dành mà lâu lâu mấy con Thái với mấy con Việt lên kia đó. Malay rồi đó. Nói chung là nó bỏ ấp đó. Tại vì mấy cái dòng này nó hơi khó chịu một cái là lâu lâu nó muốn ấp là ấp. Còn cặp nào mình nuôi con tốt á nha là nó sẽ nuôi tốt luôn nha cả nhà. Còn mấy cặp mà nó bỏ ấp á là nó sẽ bỏ nha. Thành ra là lâu lâu mình phải kiểm tra cặp nào mà bỏ luôn á là mình phải lấy trứng cho cua Pháp mình ấp. Còn cặp nào mà nó biết nuôi con rồi thì thôi. Này cũng là dân hoa đỏ tim trắng sinh sản nè. Còn cặp này là dân rồng bông. Dân rồng bông sinh sản. Này là Thái dòng mồi sinh sản nè. Tính ra từ ở ngoài kia vô đây là cũng vài chục cặp á cả nhà. Do là nhiều quá cho nên là mình không có quay hết được nha cả nhà. Tại đủ màu hết. Còn trong này là cua Pháp. Mình nuôi đạn mình cho nó ấp trứng lên kia đó. Nó ấp trứng nó nuôi con của cua Thái. Còn mấy cái rập này nè cả nhà. Nó cả nhà thấy mấy cái bẫy chuột không? Này mấy cái này nè. Bẫy chuột á là mấy con chuột nó hay vô nó phá đó, là mình gài bẫy mình bắt nó chứ đừng có phá. Còn cái chỗ mình nuôi đó nha là mình cho ăn lúa nè. Cái hũ này hũ lúa nè, còn cái hũ này là đồ hũ thức ăn. Thức ăn thì mình bình thường mình cho ăn lai gai thôi, còn khi mà nó đang nuôi con đó nha là mình cho ăn thức ăn thường xuyên để cho nó lấy thức ăn nuôi con đó nha. Cũng khá là nhiều á cả nhà. Đây cặp này cũng cặp đẹp nè cả nhà. Này là bông đỏ tim trắng, hàng đẹp. Này xám bông. Nói chung là đủ hết. Cua Việt mình tính ra là mình cũng cỡ chừng 4-5 cặp sinh sản á. Còn cái máng nước á cả nhà, nếu mà cả nhà ai mà không có thời gian mà mình quản lý mình coi thường xuyên đó
thì mình xài máng nước tự động nha. Nè, miễn nó uống hết nước là tự động cái nước nó ra tiếp nha, cho nên là mình không có cần mà canh nước hàng ngày nha cả nhà, chỉ cần mình canh cái lúc mà nó hết nước á, mình đổ vô là xong nha, cho nên là nó dễ nuôi. Ở trong này á, dáng nhện này kia nhiều do là con với cái dòng cu nè cả nhà, nó khó chịu lắm nha. Chỉ cần mình lấy chổi này kia mình quơ, mình dọn bãi này nè, là đảm bảo nó tung ầm ầm liền, nó phá ổ liền. Cho nên là cái này là mình nuôi cũng cả 6 năm rồi, cái chổi này nè. Bởi vì nó mới dơ vậy nè, mình không có dọn được nha. Mình dọn sợ nó tung này kia nó bỏ ổ. Mình dọn sợ nó tung này kia nó bỏ ổ. Do là mình phá xong một cái là nó khó đẻ lại nè. Thứ hai là nó tung nó bể trứng này kia đó. Tại nhiều quá rồi mình không có làm được nha. Cho nên là mấy cái dáng nhện này kia này mình không có dọn được. Dọn thì sợ nó phá ổ. Cái trại trong này á, thì mình nuôi được khoảng chừng hơn 6 năm rồi. Còn cái ngoài kia hồi nãy mình quay rồi đó, là mình mới làm nó cách đây khoảng chừng 2 năm mà, cho nên là nó còn sạch sẽ hơn cái này. Cái này do lâu quá rồi. Rồi, hôm nay là mình chỉ chia sẻ tới đây thôi nha cả nhà. Mai mốt là mình sẽ quay thường xuyên, mình quay mình chia sẻ cách nuôi chim cu con, không mấy là cách trị bệnh này kia đó, nói chung là nhiều cái lắm cả nhà. Hôm nay là mình chỉ giống như là giới thiệu cái cách mà mình nuôi chim cu gáy sinh sản thôi, chia sẻ thôi. Cả nhà ai mà có biết rồi đó nha thì bỏ qua video này nha, còn nếu mà ai mà chưa nuôi lần nào đó thì xem cho vui cũng được. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem video nha. Chào cả nhà nha.